và nó sẽ liên tục chúng ta kính chào cho những xe chính xứ cao đến thời gian của đại chúng. Xin chào quý vị và hôm nay bắt đầu là đặc biệt giáo sư chúng con với thành lập giáo hiệu chuyên giáo tại Yên Bình. Hôm nay là lễ tạ ơn xin cha và tổ đoàn cầu nguyện cho các thành viên trong ban điều hành cũng như các đồng tổ chức tập thể các con trong tổ đoàn Yên Bình mỗi ngày được vươn lên và phát triển. Bình thường của Thiên Chúa tổ đoàn chúng ta cùng cảm ơn cha với nhau và chào tạm biệt. Yêu thương cha và con và thánh thần. Bye.
rằng người ngữ chưa điều khiển đến mọi loài trên trời dưới đất, xin Chúa thương chấp nhận lời dân Chúa khẩn cầu và ban cho thời đại chúng con điều bình an. Chúng con cầu xin nhà Đức Giêsu Kitô con Chúa cho chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trụ Chúa, trong sự hiện diện của Chúa Thánh và đến muôn của con người. Bài chức sắc Samuel của thứ nhất. Khi ấy Samuel đang ngủ trong đền thờ Đức Chúa, nơi có đặt hòm bia Thiên Chúa. Đức Chúa gọi Samuel, cầu thưa: Dạ, con đây. Rồi chạy lại với ông Eli và thưa: Dạ, con đây, thầy gọi con. Ông bảo: Thầy không gọi con đâu, con về ngủ đi. Cậu bèn đi ngủ. Đức Chúa lại gọi Samuel lần nữa. Samuel dậy đến với ông Eli và thưa: Dạ, con đây, thầy gọi con. Ông bảo: Thầy không gọi con đâu, con ạ. Con về ngủ đi. Bây giờ Samuel chưa biết Đức Chúa và lời Đức Chúa chưa được mặc khải cho cậu. Đức Chúa lại gọi Samuel lần thứ ba. Cậu dậy đến với ông Eli và thưa: Dạ, con đây, thầy gọi con. Bây giờ ông Eli hiểu là Đức Chúa gọi cậu về. Ông Eli nói với Samuel: Con về ngủ đi, và hễ có ai gọi con thì con thưa. Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tới Ngài đang lắng nghe. Samuel về ngủ ở chỗ của mình. Đức Chúa đến, đứng đó và gọi như những lần trước: Samuel, Samuel. Samuel thưa: Xin Ngài phán, vì tôi tới Ngài đang lắng nghe. Samuel lớn lên, Đức Chúa ở với ông, và người không để cho một lời nào của người ra vô hiệu. Đó là lời Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
công bình Ngài trong giáo đường. Lạy chính miệng con, nào dám in thôi, chỉ hắn khen thôi, Ngài đã biết rồi. Mà là để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác, Thiên Chúa đã làm cho Đức Kitô sống lại, chính Người cũng sẽ dùng quyền năng của mình làm cho chúng ta sống lại. Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần chi thể của Đức Kitô sao? Ai đã kết hợp với Chúa thì lên một tinh thần của Người. Anh em hãy tránh xa tội gian dâm, mọi tội người ta phạm đều ở ngoài thân xác, còn kẻ gian dâm thì phạm đến thân xác mình. Hay anh em hãy chẳng biết rằng thân xác anh em là đền thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần Thiên Chúa đã ban cho anh em như thế, anh em còn đâu còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em. Đó là lời Chúa. Khi ấy ông Gioan đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông, thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại thấy các ông đi theo mình thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Rabbi," nghĩa là "Thưa thầy, thầy ở đâu?" Người bảo họ: "Hãy đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ Người ở và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ 10, ông Andre, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết ông gặp em mình là ông Simon và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia," nghĩa là Đấng Kitô. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: "Anh là Simon con ông Jonah, anh sẽ được gọi là Kê-pha, tức là Phêrô." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, vì tôi ở đây Chúa.
hiếm khi mà có thánh lễ đồng tế, và bởi vì giờ này nhà thờ nào cũng có lễ riêng, cho nên là nếu mà mời cha đến đồng tế cũng khó. Cha xứ ở Ấn Độ đến tận trong một bến bảo tôi là với cha, cha cắt lễ ở trong bến thì không xếp nào mà đến đây được lễ chúng con, tại vì có một cái dịp hôm nay đặc biệt để ra mắt ban thường vụ của một giáo điểm mới. Tôi thấy nghe em đầu tiên thì tôi bảo cắt lễ sao được không anh chị em, nhưng mà bây giờ đến đây là mình làm thế này, thế nên là tôi cũng ngần ngại, không phải cầu nguyện mãi đắn đo mãi mày không xếp được nào đến nhà dịch giờ lễ một chút thì đến đây được. Và thưa anh chị em, tôi với cha xứ của anh chị em á, không ai hơn nhau cái gì đâu, cũng phải mời cha xứ và mời tôi đến được, tôi hơn cha xứ hay là cùng nhau cả, chúng tôi là anh em cùng lớp cùng nhau cả, thế nên là mà các cha dường lễ thì cũng vậy thôi. Thế nhưng mà hôm nay ấy, nếu mà cha xứ và bảo là tôi đến chủ tế thế xong thì thế nào, cha xứ nghĩ hoặc là thôi lại cha chẳng lễ như vậy. Thì thưa anh chị em, nếu mà hôm nay tôi giảng ấy, thì tôi không mang bài giảng lên, mà nếu mà tôi làm trước thì tầm trợ vẫn là cha giáo cùng việc, mà nếu mà không may mà nói đủ bài 45 phút thì anh em chịu bệnh nhá. Thưa anh chị em, trước hết thì thưa anh chị em, chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa của ngày Chủ nhật thứ hai của thường niên hôm nay, mang cho chúng ta những ý nghĩa rất quan trọng. Trước tiên đó là việc chúng ta suy niệm các bài lời đọc hôm nay giúp cho chúng ta hiểu ý nghĩa của lời Chúa mà Chúa muốn nói với chúng ta. Các anh chị em, trong bài đọc sách thánh thứ nhất và bài đọc tin mừng, chúng ta thấy thánh John Baptista giới thiệu cho các môn đệ của mình Chúa Giêsu. Và trong bài đọc sách thánh thứ nhất, Samuel đã được tiên tri Eli giới thiệu dẫn dắt để cứu Chúa. Thưa anh chị em, để giới thiệu cho một ai đó thì người ta phải biết rõ nguồn gốc, và điều này là điều mà chúng ta thấy được rằng John Baptista đã biết rõ về Chúa Giêsu khi mà ông đã được mặc khải trong Kinh Thánh, rồi khi ông đã loan báo rằng Đấng Messiah sẽ đến. Và chính John Baptista đã làm phép rửa tuần trước thứ hai, rồi chúng ta đã nhìn thấy Chúa Giêsu chịu phép rửa. John Baptista đã biết rằng đây là Đấng mà có Chúa Thánh Thần ngự xuống, cho nên đã biết rõ là ai. Và Chúa Thánh Thần đã mặc khải cho John Baptista thế rằng ở đâu mà có Chúa Thánh Thần ngự trên người đấy thì Đấng ấy là Đấng Messiah mà làm phép rửa để Ngài được làm phép rửa ở trong Chúa Thánh Thần. Chính vì lẽ đó mà John Baptista đã không giới thiệu một cách vu vơ cho các môn đệ của mình rằng đây là Chiên Thiên Chúa. Và thưa anh chị em, John Baptista giới thiệu để đưa các môn đệ, dẫn các môn đệ của mình đến gặp Chúa Giêsu. Việc giới thiệu này không phải đơn giản như ngày hôm nay chúng ta làm cò đâu, không phải là để chỉ như đi cò thì là để người giới thiệu này đưa cò này tự kiếm lợi đâu, cho nó thì chúng ta không kiếm lợi cho chỗ này. Thế nhưng mà để đưa cho các môn đệ của Ngài biết rằng Chúa Giêsu, đây là một cái điều rất quan trọng, bởi vì không thể tin tưởng của mình và đến một địa chỉ rõ ràng khi mà giới thiệu cho ai đấy, chúng ta cũng cần biết rằng chúng ta cần phải biết rõ và chúng ta cần phải biết nói những cái gì. Đấy thì điều này giúp cho chúng ta được nhận thấy được rằng John Baptista đã giới thiệu hai môn đệ của mình đến gặp Chúa Giêsu, và khi gặp Chúa Giêsu thì hai môn đệ hỏi rằng Rabbi, thầy ở đâu? Thưa anh chị em, câu hỏi này cũng là một câu kiếm tìm về đức tin. Thầy ở đâu? Câu trả lời của Chúa Giêsu không phải là ở Nazareth, không phải ở Bethlehem. Thế nhưng mà Chúa Giêsu bảo hãy đến mà xem. Hãy đến mà xem, tức là chính các môn đệ phải đến kiểm chứng, phải đến bằng con mắt thị giác của mình để biết xem như thế nào. Trong cái câu chuyện của các môn đệ, chúng ta thấy được rằng các ông đã đến và đã ở lại với Chúa Giêsu.
hành động ở lại ở đây muốn nói lên cho chúng ta một cái điểm rất quan trọng là các môn đệ đã được chứng kiến việc Chúa Giêsu ở. Con Thiên Chúa xuống thế làm người ở với loài người và mặc lấy thân xác của loài người và nhìn nhận thấy được rằng con người được mời gọi để đưa ra khỏi cái vòng tội lỗi để trở nên con cái Thiên Chúa. Các môn đệ đã chứng kiến môi lời ở giữa loài người và ở giữa chúng ta cư ngụ với chúng ta, đã chứng kiến một việc ở này. Việc các tông đồ cảm nghiệm được Chúa Giêsu ở với loài người, Ngài nên giống như chúng ta, Ngài đưa con người của chúng ta gần gũi với Thiên Chúa. Và hơn bao giờ hết, những người môn đệ đầu tiên này là những người đã được tiếp cận và ở với môi lời của Thiên Chúa, cảm nhận được sự gần gũi giữa con người với Thiên Chúa, rằng Thiên Chúa không phải là đấng phán xét, không phải là đấng mà xa xa rồi thì là không biết gì, nhưng Ngài gần với chúng ta, Ngài ở với chúng ta. Và các môn đệ đã chạm vào những cuộc sống của Chúa Giêsu. Thưa anh chị em, việc ở lại với Chúa Giêsu đã làm cho các môn đệ được cảm nhận có những cái thứ rất là sâu sắc. Và khi mà chúng ta có kinh nghiệm ở lại đâu đó đấy, thì chúng ta rút được cái kinh nghiệm và nhớ. Trong bài đọc tin mừng mà chúng ta vừa nghe, thấy Gioan không nói tên của một môn đệ kia, nhưng theo các sách của các tác giả của Kinh Thánh thì cái môn đệ kia là môn đệ mà tên là Gioan. Khoảng 60 năm sau, chính ông viết lại đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Ông kể lại rõ ràng lúc đó giờ thứ 10 giờ Do Thái, tương đương với 4 giờ chiều của chúng ta. Đấy, cái kinh nghiệm đó sau 60 năm người ta vẫn nhớ lại rằng cái giờ đấy mình đến gặp cái điểm đấy, và mình biết rằng cái kinh nghiệm đó là kinh nghiệm 60 năm sau viết lại lời Chúa, và cái kinh nghiệm cảm nhận để kể cho mọi người biết được rằng việc mình đến ở lại với Chúa là mình đã cảm nhận được môi lời ở giữa loài người và đã lắng nghe những ngài và đã cảm nhận được việc Thiên Chúa ở với chúng ta. Thưa anh chị em, cũng như các môn đệ ở lại với Chúa, Samuel đã ở lại trong đền thờ, chúng ta cũng vậy, chúng ta được mời gọi để ở lại trong Chúa. Vâng, thưa anh chị em, ở lại trong Chúa là việc mà chúng ta được mời gọi để sống mật thiết với Chúa, gắn bó với Ngài, lắng nghe tiếng Ngài. Điều quan trọng là chúng ta được mời gọi để thức tỉnh rằng Chúa ở gần với chúng ta, Chúa nói lên cho chúng ta được những điều mà chúng ta cần phải lắng nghe. Thưa anh chị em, nếu không ở lại, chúng ta không hiểu, chúng ta không lắng nghe được. Nếu như mà chỉ có là người có đạo, không ở lại trong đời sống cầu nguyện, đọc kinh, không lắng nghe lời Chúa, thì chúng ta không có cảm nghiệm được thì chúng ta là những người đi đạo như thế nào. Kinh nghiệm cho thấy rằng biết bao nhiêu những người ở bên lương lấy vợ ở bên công giáo, đã từng đến nhà thờ, cũng đã từng đi học giáo lý hôn nhân, và cũng có một số bạn cũng đã từng được rửa tội nhưng không bao giờ đọc kinh cầu nguyện, không bao giờ lại trong lòng xã hội, thì cũng chẳng có tác dụng gì. Anh chị em thấy rằng rõ, có thể một số người là con rể của anh chị em đang ngồi chờ ở đây đúng không? Không có tác dụng gì. Nếu không ở lại trong Chúa thì không có cảm nghiệm được việc sâu xa. Và chính vì thế đó mà chúng ta được mời gọi để sống đời Chúa hôm nay. Chúa mời gọi chúng ta ở lại với Ngài để cảm nhận, để lắng nghe lời Ngài và hiểu biết được rằng Chúa muốn nói lên những điều gì với chúng ta. Chúa nói với chúng ta bằng cái ngôn ngữ của tình yêu. Chúa nói với chúng ta bằng những việc chúng ta cần phải làm. Vâng, thưa anh chị em, ở lại trong Chúa đó là nghe tiếng Ngài nói lên cho chúng ta trong tiếng nói lương tâm của mình. Chúa dạy cho chúng ta sống lại cái đức tin mà chúng ta đã được lãnh nhận khi chịu thích rửa tội. Chúa muốn nhắc nhở cho chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta có bổn phận
để giới thiệu Chúa và làm sáng danh Chúa ở trần gian này. Một cách cụ thể trong bài đọc sách thánh thứ hai hôm nay nói lên cho chúng ta việc ở lại trong Chúa, lắng nghe tiếng Ngài, đó là như lời của thánh Phaolô nói ở trong mỗi một người trong chúng ta. Hôm nay tôi muốn nói cho tất cả những anh chị em di dân rằng ở lại trong Chúa là sống trong lề luật của Ngài. Vâng thưa anh chị em, đó là điều mà chúng ta nhìn nhận thấy được rằng sống trong lề luật của Chúa, giữ các giới răn của Ngài, đó là điều bình thường thôi nhưng mà gần gũi với Ngài. Việc mà chúng ta ở lại trong Chúa sẽ giúp cho chúng ta được cảm nhận sâu sắc về đức tin của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta xa Ngài, không ở lại với Ngài thì chúng ta sẽ đi xa và đi đến chỗ hư hỏng diệt vọng. Những người kinh nghiệm di dân đang ngồi trong nhà thờ này thấy được rằng mình bị trước ở nhà quê, mình đi lên ở nhà quê không bao giờ bỏ lễ ngày Chủ nhật, thế mà lên trên này thỉnh thoảng bỏ lễ ngày Chủ nhật, rồi thì là dần dần tới một năm cũng bỏ đến chục lễ Chủ nhật. Có những người ngày lễ trọng mà không biết là ngày lễ trọng là ngày gì, rồi có những người mà không biết là cái ngày ăn chay là ngày nào nữa. Đấy là cái điều mà chúng ta nhìn nhận hết được rằng nếu mà chúng ta ở lại trong lời lòng của Ngài thì từ từ dần dần chúng ta sẽ bị loại bỏ. Và một cái điều mà chúng ta được nhìn nhận thấy như trong bài đọc sách thứ hai mà thánh Phaolô nói lên cho chúng ta rằng được mời gọi để sống ra khỏi cái sự cám dỗ thân xác. Mọi người chị em, những người sống ở trong đô thị, chúng ta nhìn nhận thấy được rằng hơn bao giờ hết ngày hôm nay cái sự cám dỗ về thân xác của chúng ta, nhất là tội tà dâm mà thánh Phaolô nói ở trong bài đọc sách thứ hai, nó đụng chạm đến chính mỗi một người trong chúng ta. Vậy ở lại trong Chúa hôm nay, chúng ta được mời gọi lắng nghe tiếng Ngài dạy cho chúng ta rằng anh em phải ra khỏi cái sự cám dỗ về tà dâm, hãy làm chủ thân xác, anh em hãy tránh xa tội tà dâm. Mọi tội người ta phạm đều ở ngoài thân xác mà ra, và gian dâm thì phạm đến chính thân xác của mình. Người chị em, trong cái bối cảnh của cái xã hội đô thị ngày hôm nay, anh chị em nhìn nhận thấy rằng cái sự cám dỗ này nó rất lớn. Chính vì lẽ đó mà lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy ở lại trong lòng của mẹ của xã hội để lắng nghe tiếng Ngài, để mỗi một người trong chúng ta hoán cải, để mỗi một người trong chúng ta cảm nhận được rằng mình sống tạo là mình cảm nhận được sự gặp gỡ với Chúa Kitô. Ngài đến ở với chúng ta, Ngài muốn đưa chúng ta ra khỏi tình trạng tội lỗi, Ngài muốn cứu độ chúng ta. Thưa anh chị em, hôm nay giáo xứ Yên Lộ là có dịp đặc biệt lập nên một khu giáo khu mới. Trong cái bối cảnh đô thị này, chúng ta nhận thấy được rằng đây là một điều rất cần thiết. Trước kia không có ai nghĩ đến cái điểm mà lập nên một cái giáo điểm thêm cái gì. 10 năm trước tôi đến dâng lễ của anh chị em ở đây với Yên Lộ, với lại ở đây với lại La Pinh Trại, với thêm cái gì, nhà thờ xây như này có trăm người, hơn trăm người nghèo bèo và thì thêm là cái gì cũng không. Thế nhưng mà nhu cầu ngày hôm nay đấy, chúng ta thấy được rằng những cái con người được Chúa mời gọi đến cái đô thị này, Chúa cũng bảo rằng hãy ở lại đây với Thầy. Ta muốn con ở lại đây, và chính vì lẽ đó mà trong vòng khoảng độ hơn chục năm nay, thành phố Hà Nội không thể nào tải hết được những người công giáo đến đây để ở lại. Thưa anh chị em, quận Hà Đông của chúng ta là một trong những quận mà có nhiều xứ nhất so với các quận trong nội thành của Hà Nội. Nhiều quận còn chưa có nhà thờ nào. Quận Cầu Giấy, quận Thanh Xuân chưa có nhà thờ nào. Chính vì lẽ đó là chúng ta mời gọi để nhìn nhận thấy được rằng cái nhu cầu mà được sống tạo ở lại trong Chúa rất cần thiết. Nhiều quận lại chèm một cái quận đó, cái số người đông hơn 5 lần hơn huyện, và huyện ở huyện Thanh Oai của tôi là kia là có 11 tràng. Nhưng mà trong khi có Hà, thành phố Hà Nội này còn phải cần rất nhiều, ít nhất là 40 tràng.
Và trong khi đó cần biết bao nhiêu những cái giáo điểm để mở ra để cho mọi người đến gặp gỡ với Chúa để cầu nguyện. Lời Chúa hôm nay muốn nhắc nhở cho chúng ta được mời gọi ở lại với Ngài. Những nhóm người hôm nay mà được mời gọi để đứng lên trong cái cộng đoàn là được mời gọi để ở lại trong lời cầu nguyện, để trong cái việc làm thế nào mà níu kéo Chúa ở lại với chúng ta. Vâng, thưa anh chị em, ngôi lời của Thiên Chúa ở với loài người, ở với chúng ta, nhưng làm thế nào để chúng ta tiếp cận được với Ngài thì đó là mỗi một người trong chúng ta được mời gọi để đón nhận Chúa. Trong tháng Thánh Gia này, chúng ta được mời gọi để chạy đến với Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Xin các đấng giúp cho chúng ta được sống như thế nào để giúp cho gia đình của chúng ta thực sự trở nên gia đình đạo đức thánh thiện. Thì này đây, một lần nữa chúng ta được mời gọi để nhìn nhận hết là rằng Chúa ban cho chúng ta ân sủng của Ngài. Ngày chúng ta chịu lãnh nhận cái tích của tội, chúng ta được lãnh nhận ơn Chúa để giới thiệu Chúa cho mọi người. Chúa đã gọi các tông đồ để ở lại với Ngài, rồi sai đi mà loan báo cho những người khác. Hai tông đồ đầu tiên đã loan báo cho các anh em mình. Samuel đã được mời gọi để làm tiên tri, và chúng ta cũng được mời gọi để ở lại trong Chúa, sống cầu nguyện, giúp lời Chúa để đưa mọi người khác đến với Chúa. Trong ngày Chủ nhật thứ hai của mùa thường niên, cũng là ngày Chủ nhật đầu tiên của trong năm của thường niên, chúng ta được mời gọi để sống lắng nghe lời Chúa, ở lại trong tình yêu của Ngài, và để được mời gọi để làm nhân chứng cho Chúa. Thưa anh chị em, Chúa cần chúng ta như khí cụ của Ngài để dẫn đưa những người khác đến với Chúa. Chúa cần chúng ta như John Baptista, Chúa cần chúng ta như tiên tri Eli, để đó là những người đã cảm nghiệm, đã gặp gỡ được Chúa, để giới thiệu cho những người anh chị em khác của mình. Hơn bao giờ hết, thành phố Hà Nội này cần những người đạo gốc để giới thiệu lại cho những người khác chưa biết Chúa. Ước chi mỗi một người trong chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta đã được lãnh nhận ơn Chúa trong cuộc đời của chúng ta, thì ngày đây chúng ta cũng giới thiệu Chúa cho mọi người để mọi người cũng được đón nhận ơn cứu độ. Thưa anh chị em, về việc lập giáo điểm hay là về nơi nào đó không quan trọng, cho bằng chính chúng ta là những người để tiếp cận được với Chúa. Làm thế nào để chúng ta được gần với Chúa trong đời sống cầu nguyện, trong các bí tích? Chính vì cái lẽ đó mà lời Chúa hôm nay mời gọi cho chúng ta giới thiệu và làm nhân chứng cho Chúa trong mọi người. Ước chi mỗi một người trong chúng ta cảm nhận được mình đã được Chúa yêu, thì này đây chúng ta được mời gọi để làm sáng danh Chúa trong gian này. Amen. Thank you.
lời của mẹ chúng ta cùng tha thiết cầu xin. Hội thánh có sứ mạng giới thiệu Chúa cho các dân tộc trên thế giới. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho nhiều vị thừa sai sẵn sàng hy sinh cuộc đời cho việc rao giảng tin mừng. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin mẹ nhớ con về đầu cầu cùng Chúa. Hiện nay còn cả một khối nhân loại khổng lồ chưa nhận biết Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu luôn là những chứng nhân sống động của Chúa ở khắp mọi nơi. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin mẹ nhớ con về đầu cầu cùng Chúa. Ngày nay đời sống hôn nhân và gia đình gặp rất nhiều khủng hoảng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai sống trong buộc vợ chồng biết thuận theo ý Chúa, được hạnh phúc bình an và mãi mãi trung thành với nhau để gia đình thật sự là hội thánh tại gia. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe nhớ con về đầu cầu cùng Chúa. Thân xác của người Kitô hữu là chi thể của Đức Kitô. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta hiểu rằng ai đã kết hợp với Chúa thì cần sống tinh thần yêu thương của người. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe những con về đầu cầu cùng Chúa. Lạy Chúa, sống phát đại yêu thương và phương thế kiện hạng giúp chúng con bằng hành sự mạng cao bản tin mừng Chúa đã cho ban. Xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con có thể chân thành yêu thương hết thảy mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thank you.
Amen.
Lạy Chúa, con xin cho được bình an và lời cho nên đi Chúa, cho hàng sống tại hiện chỉ muôn đời. Thank you.
thiên thần là một mảnh tình yêu, giúp chúng con biết tâm đầu ý hợp và chân thành yêu thương nhau. Chúng con cầu xin là Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng con xin kính mời Chúa Cha cùng cộng đoàn chúng con.
Con cũng phải lễ tạ ơn. Với lòng tri ân sâu sắc, chúng con xin hết lòng cảm ơn quý cha. Nguyện xin Thiên Chúa tuân đổ ơn ơn này trên quý cha và ban cho quý cha sức khỏe, tài lực để chu toàn sự vụ cao cả mà Chúa đã trao phó. Chúng con cũng xin quý cha tiếp tục cầu nguyện cho gia đình chúng con để trong cuộc sống thường ngày chúng con luôn được Chúa gìn giữ che chở. Chúng con xin cảm ơn quý sơ, quý hội đồng cùng giáo sứ, ba mẹ, ba ca đoàn, ba truyền thông giáo sứ đã giúp đỡ chúng con có một trái tim trang nghiêm và sâu sắc. Chúng con xin cảm ơn quý ông bà, quý anh chị em đã cùng về đây và việc dâng thánh lễ cầu nguyện cho gia đình chúng con. Cuối cùng, chúng con xin cảm ơn tất cả quý ông bà, quý anh chị em trong giáo đình đã tích cực cộng tác trong các hoạt động chung của giáo đình. Xin cảm ơn quý ân nhân đã góp công, góp cổ, góp sức cho giáo đình của mình bằng nhiều cách khác nhau. Một lần nữa, chúng con xin hết lòng cảm ơn quý cha, quý sư, quý hội đồng, giáo sư và quý hội đoàn. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện và giúp đỡ cho chúng con. Nhân dịp năm mới sắp đến, chúng con xin kính chúc mọi người một năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong Chúa. Một lần nữa con xin cảm ơn. Sau khi lễ thì con xin quý cha cho con những chúng con xin cơ hành quý biên. Và sau lễ thì con có lời mời mọi các cha, các sơ, mọi người đã được mời và đã tìm giáo điểm chúng con xin ở lại cùng với chúng con. Tên chỉ là tên, quan trọng là mình hoàn toàn.
để cầu chúc cho cái thảo bàn chiên cho các sứ nhân duyên là cho việc truyền giảng đó sớm sẽ có nhà và đồng thời chúng ta sẽ tất cả sẽ cho tất cả mọi ta và cầu nguyện cho nó vững biết đâu thì là nó có thể phải lớn lên này cho sự đạo điều cho ta chúng ta cầu chúc cho bàn chiên và chúng ta nguyện cầu nguyện lớn lên và sứ và nhờ một cha trên đại hà nhưng mà cái cha đó lại vương có một người sơ quỳ và một chu cũng qua đời tại vì nó sẽ được yêu thương cái ngày trên không chọn được chọn đúng cái ngày của chúng ta mọi ngày thì không chết có thể là chết chết đó là chết chúng ta không sao sai được là chết chúng ta mà chỉ để đồ nghĩa không ở được ba cha đâu hay là nhân viên